Buổi nay chúng ta sẽ học cái phần là đọc dữ liệu từ API nhé, từ server đấy, đúng không? Slot 10 là đọc dữ liệu. Từ API của server, đúng không? Thế thì chúng ta phải nhìn cái này. Các bạn sẽ trong thời gian đấy chúng ta cứ download cái đấy về nhé. Cái mô hình lập trình nó sẽ khác. Mô hình này nó là dạng mô hình client server, đúng không? Thì các em sẽ phải có một cái này này. Đây chính là phần điện thoại của ta, đúng không? Ví dụ điện thoại là nó ở Việt Nam chẳng hạn. Đó. Giả sử bây giờ thầy có một cái con database. Nó ở tận Mỹ, ví dụ vậy. Mỹ nhé, DB là đặt ở Mỹ. Và có một con server, trên server có một cái API đặt ở Pháp chẳng hạn. Đây là một cái API đặt ở Pháp nhé. Bây giờ làm sao để truy cập dữ liệu được từ cái database ở server ở Mỹ, đúng không? Ta đẩy về Việt Nam được. Thì tất nhiên chúng ta sẽ có một cái môi trường Internet, đúng không? Cái này bắt buộc có mạng rồi, đúng không? Đây là Internet này. Và dữ liệu nó sẽ được lấy theo con đường là một cái yêu cầu request được gửi qua đây, đúng không? Và nó lấy đến Pháp này, từ Pháp truy cập đến database ở Mỹ, đúng không? Và nó trả về chúng ta theo một con đường tương tự, đúng không? Trả về ở đây, trả về ở đây và trả về cho phần kết quả đây nhé. Như vậy với cái mô hình này thì các bạn thấy rằng là nó không hề có database ở trong máy chúng ta, đúng không? Và chúng ta truy cập thì cái database này được gọi là database server, đúng không? Cho nên mới có cái câu là SQL server là như thế, đúng không? Cái từ server nó có ý nghĩa như vậy nhé. Ok nhỉ? Database thì có hai loại, một database client và thứ hai là database server. Thì cái mà các bạn học SQL server đấy chính là database server đấy. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm một loạt các thành phần khác. Ví dụ như database thì database server nó sẽ có là SQL server này. MySQL này. Đúng không? MongoDB này. Thì Firebase, đúng không? Rồi Oracle. Vân vân nhá, kiểu kiểu vậy. Thì có một cái thằng database phía client chính là gì đấy? Chính là SQLite đấy nhá. Được chưa nhỉ? Thực ra SQLite nó cũng hỗ trợ trên server, nhưng em thầy nói với các bạn là chúng ta phải dùng cái Flux server của Python đấy thì mới làm được. Do vậy thì thông thường là chúng ta sẽ dùng mấy cái database này thôi. Do vậy chúng ta phải cài cái SAM vào để ta lấy cái database nào đấy, MySQL, đúng không? Ok, như SQL server với MySQL thì cũng vậy thôi, nó cũng về cơ bản là giống nhau thôi mà. Cách thao tác thì nó cũng giống nhau nhé. Thế còn cái API thì viết bằng cái gì? API thì có rất nhiều cái để bạn viết, đúng không? Bạn có thể viết bằng rất nhiều các ngôn ngữ khác. Ví dụ như chúng ta viết bằng bằng C# này, bằng Java này, bằng PHP này, bằng Node.js này, bằng Python. Ok, đấy. Rất nhiều cái loại có thể viết được. Đúng như vậy, đấy. Nhá. Đấy. Thế còn hôm nay mà chúng ta cài đặt cái này, chúng ta cài đặt cái SAM này là mục đích là để chúng ta cái SAM này này thì nó sẽ hỗ trợ các bạn là PHP đó. Và MySQL đúng không? Đấy, như vậy là một bộ nó đi với nhau nhá. Thế thì các bạn cứ làm cái này trước, rồi chúng ta thích code bằng cái khác cũng được, không sao cả nhé. Quét cái nào thì làm cái đấy thôi. Như vậy cái định dạng dữ liệu được trả về đây là gì các bạn? Là di sản đúng không? Nhá, trả về di sản nhé. Đấy, có chưa nhỉ? Rồi ok, đấy là cái mô hình lập trình mà chúng ta sẽ thực hiện bây giờ. Vậy thì muốn làm việc này thì chúng ta sẽ phải có cơ sở dữ liệu trước.
Bây giờ muốn có cơ sở liệu chúng ta phải cài cái SAM vào nhé. Thì cái SAM các bạn có thể lên đây bạn gõ chữ SAM này. Các bạn sẽ download cái này về nhé. Download và cài đặt. Lấy phiên bản nào cũng được. Sau khi download và cài đặt xong thì mặc định nó sẽ lưu cho các bạn ở trong ổ C nhé. C này. Nó sẽ có cái mục là này đúng không? Bây giờ muốn chạy cái này thì các em phải thực hiện như thế này. Bây giờ chúng thầy hướng dẫn cách chạy nhé. Sau khi cài xong thì tắt đi. Cài xong thì tắt hết đi. Nghĩa là không khởi động gì cả. Thoát đi nhé. Không có khởi động gì cả. Bây giờ muốn chúng ta sẽ vào thư mục sau. C này. 2.sam này. Và chúng ta sẽ vào cái cuộn xuống dưới cùng. Nó sẽ có một cái là sam control nhé. .ee nhá. Đấy, em cuộn dưới xem sẽ thấy cái đó. Rồi, chúng ta sẽ nhấn phải chuột vào cái file sam control .ee đúng không? Và chúng ta sẽ chọn run admin nhé. Đúng chưa? Phải là admin nhé. Run admin. Mục đích là để chúng ta không bị mất cổng. Đấy, run admin. Ở đây thì không demo được cái việc đó nhé. Thì nó sẽ xuất hiện một cái hình ảnh như thế này. Có phải hình ảnh không nhỉ? Đúng rồi. Xuất hiện một hình ảnh kiểu này. Nhá, các bạn để ý này, xuất hiện một hình ảnh này. Bây giờ tất cả đầu tiên nó sẽ là cái dấu. Nó sẽ là cái dấu tích ở đây này, dấu gạch chéo này. Bởi các em tích cho thầy vào hai cái chỗ này. Cái service này, hai cái dấu để trở thành cái tích xanh này nhé, hai cái này. Và kích vào hai button start để cho nó hiển thị như này. Bao giờ nó hiển thị được đúng như thế này thì ok nhé. Thì tức là ta cài đặt thành công. Còn chưa hiển thị như thế này thì là chưa thành công. Nhớ là phải tích vào hai cái này nhé. Tích vào cái phần service này này để cho nó thành hai cái tích xanh này. Sau đó chúng ta start, kích vào button start, kích vào button start nhé. Và các bạn tắt đi. Thì em phải chọn admin mới được. Chọn admin. Em phải nhấn phải chuột chọn admin nhé. Run đúng rồi. Run admin nhé. Thì nó mới hiển thị cái service đấy. Còn nếu không có thì không tích được đâu. Okay nhá. Các bạn chú ý này. Phải chạy bằng quyền admin thì mới tích được service nhé. Tức là chúng ta cài cái, mục đích là để ta cài cái service của Apache và MySQL vào nhé. À, để dùng làm web server. Tức là nó có khái niệm về, chúng ta chỉ có khái niệm về web server thôi, không có khái niệm về mobile server nhé. Ừ. Cô phải Java gì? Thì em lại phải biết cái Spring Boot, học cái món đấy chưa? Thế thôi cứ từ từ mình đấy. À, nếu mà em muốn code bằng API bằng Java thì em phải biết cái sử dụng công cụ STS ấy, công cụ Spring Boot ấy mới được. Nó sẽ phức tạp. Nếu mà làm như thế thì lại không cần phải cài cái SAM làm gì nhé. Thì lúc đấy ta lại dùng cái Tomcat, thay vì ta dùng SAM thì ta dùng Apache Tomcat nhé. Tóm lại kiểu gì cũng phải Apache thôi, chạy làm sao được, đúng không? Còn không dùng Apache ta dùng Linux. Hiểu chưa nhỉ? Không. Nghe được chưa? Em tích vào hai cái này ok chưa? Tích vào ok và start hai cái này. Thì đấy, coi như là ta đã sử dụng cái dịch vụ của Apache và cái MySQL rồi. Tức là có ta cơ sở liệu rồi nhé. Và chúng ta không cần quan tâm nữa, tắt đi. Coi như ăn no ngủ kỹ, không quan tâm nữa nhé. Còn nếu chưa làm được cái này thì tức là chúng ta cài đặt chưa thành công. Vậy, còn một bước nữa để chúng ta làm cái việc đó. Nếu mà chạy trên Mac nhé, chạy trên Win thì thế. Trên Mac thì phải làm thế này. Chúng ta phải vào cái này, ta mở cái này lên. Và chúng ta gõ path vào đó. Sau đó chúng ta cũng start hai dịch vụ đó nhé. Nếu mà bạn nào muốn tham khảo cái dịch vụ viết API bằng các bạn muốn xem cái API bằng Java 2 thì các bạn lên cái kênh của thầy tìm cái list tên là
Spring MVC nhé, thì sẽ có cái API của Java nhé. Spring MVC hoặc Spring Boot trên kênh có thể có nhé. Thì lúc đó là phải cài cái STS, phải đao cái này về này, thay vì đao cái SAM thì phải đao cái này, đúng không? Cái này này nhé, đao cái này về khoảng 400-500 MB. Trong đây chúng ta phải ngồi về các thứ, nó phải có tí kiến thức về cái món đấy nhé. Hoặc nếu chúng ta học .NET thì chúng ta có thể viết API bằng .NET thì cái đấy dễ rồi đúng không? Nhưng mà như thầy nói là gì, thầy không viết được bằng cái đấy, bởi vì là cái SQL server của thầy trên máy này là muốn cài là phải dùng Docker gì đấy, nên thầy không muốn làm gì đơn giản thôi nhé. Rồi, ok. Như vậy sau khi xong thì ta sẽ khởi động hai dịch vụ ba đường màu xanh này là ok này. Bước cuối cùng chúng ta kiểm tra đã cài đặt thành công chưa. Kiểm tra này, cài đặt thành công chưa, thì chúng ta sẽ gõ từ http localhost đó, các bạn gõ vào trình duyệt copy cái đoạn này, hai chấm sổ chéo nhé. Đấy, nó ra như thế này là ok đúng không? Nếu mà không ra được như thế này tức là ta cài đặt chưa thành công. Thì đây là nó chạy cái dịch vụ của Apache đúng không? Thế còn chúng ta muốn sử dụng cơ sở liệu ta kích vào đây nhé, MySQL đây, đúng chưa? Rất là tiện đúng không? MySQL và Apache. Cái cách thao tác của ở trên cái này nó cũng giống như bạn thao tác ở trên SQL Server Management Studio, đúng chưa nhỉ? Kiểu như thế. Cũng tạo cơ sở liệu, ví dụ các bạn có thể làm như thế này, tạo cơ sở liệu nhé. Thôi thì thầy nhiều database quá rồi. Thầy tạo một cơ sở liệu này, kích vào đây. Ví dụ như là thầy tạo cơ sở A6 đúng không? Tạo xong rồi, cơ sở liệu xong rồi đúng không? Muốn tạo bảng dữ liệu ta kích vào đây, và A6 này ta viết bảng dữ liệu, ví dụ bảng khách hàng với 4 trường, kích vào đây go này, mã khách hàng đúng không? Kiểu là Vacha, độ dài là 50 chẳng hạn, ví dụ thế đúng không? Tên khách hàng kiểu là Vacha, độ dài là 100 đi nhé. Gì nữa? Phone, số điện thoại là in đúng không? Rồi thì địa chỉ Vacha, độ dài là 200 chẳng hạn, đúng không? Các bạn muốn chọn khóa chính, ta chọn là gì? Trường nào là khóa chính, kích vào primary đúng không? Và kích đây nữa. Thế thôi, xong chọn là gì? Lưu nhé. Thì lập tức nó sẽ tạo cho bạn một cái bảng tên là bảng khách hàng. Thế thao tác có giống với SQL Server không? Thế thôi đúng không? Còn ai mà thích cái mô típ tạo code thì đây, gõ gì đây, cũng create table đúng không? Table đúng không? Kiểu thế, khách hàng đúng không? Nhá, cũng mở ngoặc đóng ngoặc như thế này đúng không? Chấm phẩy này nhá, khách hàng 1 cũng mã khách hàng đó chứ nhỉ, cũng gì Vacha, ví dụ thế đúng không, chẳng hạn như tech hay kiểu gì đấy nhá. Nói chung là bạn có thể dùng cách nào cũng được, sau đó chúng ta sẽ kích vào go thì sẽ chạy được nhá. Nhưng mà thôi, để các bạn có cái sự nhớ đến cái việc chúng ta tạo cái cơ sở liệu thôi đó, được chưa nhỉ? Thế còn muốn insert thì chúng ta tương tự, ta cũng có bảng ta insert đây này, ví dụ ta có insert đúng không, into khách hàng đúng không, và chúng ta sẽ có mã khách hàng, tên khách hàng gì đấy đúng không, value nhé. Các bạn sẽ có ở đây mã khách hàng, ví dụ như là một tên khách hàng là Nguyễn Văn A chẳng hạn, đúng không? Cái gì phone à, 0912333333 đúng không, có đúng nhỉ? Địa chỉ đây đúng không, ví dụ Thanh Xuân Hà Nội đó, chúng ta kích vào go này là nó chạy thôi nhé. Ok, như vậy ta cũng có dữ liệu ở trong này rồi. Bạn thấy làm nó có giống như là trong SQL Server không? Giống đúng không? Như vậy bạn có thể áp dụng toàn bộ kiến thức của SQL Server đưa vào đây thoải mái nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải có một cái ý tưởng để ta tạo cơ sở dữ liệu. Thì ý tưởng là gì thì làm như thế này nhé, insert rồi mọi thứ chúng ta thực hiện trên công cụ này, hiểu chưa nhỉ?
Và công cụ này nó là dạng web form, dạng thoải mái hơn, đỡ phải cài đặt nhiều nhá. Rồi muốn xóa cũng thế, thêm sửa xóa giống hình nhá. Ok, như vậy là vụ đấy là xong rồi nhá. Bây giờ thầy muốn là các bạn sẽ sử dụng một cái database thiết kế sẵn thì ta làm như thế nào? Bởi vì muốn tạo database thì tạo rồi, muốn tạo bảng khách hàng tạo rồi, muốn tạo dữ liệu thì ta cũng tạo rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ để mà tối ưu hóa công sức và chúng ta đỡ phải sử dụng lại thì các em có thể dùng một cái database có sẵn, thì thầy cung cấp cho bạn một database có sẵn này. Các bạn vào cái đây. Các bạn để ý cái GitHub của thầy nhá. Cái FA24FUPRM392 này. Các bạn sẽ tìm cái slot 10 có cái bảng là MyTable nhá. MyTable. Có hai cách, bạn có thể download xuống hoặc bạn copy bạn chạy cũng được nhá. Download xuống đi. Hoặc là copy chạy nhé. Download hoặc copy chạy đều ok. Ở cái MyTable, bảng MyTable chính là cái MyTable đấy. Ví dụ các bạn có thể download như này nhé. Các bạn download xuống này, tải xuống này. Rồi. Tên của nó là slot 10 MyTable 1, chúng ta import như sau. Kích vào cái A6 này này, chọn import này. Chọn cái bả cái file vừa rồi đúng không? Kích vào download. Và tìm đến cái file có tên là slot 10 table 1 này, open này, và chúng ta kích vào go, lập tức nó đã tạo cho bạn một cái bảng my table như thế này đúng không? Đúng không? Thấy tốc độ có nhanh không? Nhanh phết nhỉ? Đấy, ngon đấy. Rồi ta có một cái bảng như này thì giống như SQL Server thôi nhé. Hoặc nếu bạn thích phong cách chạy thì copy vào đây chạy thôi, copy đoạn code vào đây chạy cũng được nhé, hoặc là import được nhé. Được chưa nhỉ? Có cái bảng này chưa? Import được chưa? Đấy. Dễ làm không? Dễ. Đấy. À, thì đây copy thì phải làm thế này, thì phải lọc lọc cho một tí. Ví dụ thầy cho vào cái bảng, thầy xóa cái bảng này đi nhá. Xóa đi này. Muốn xóa bảng thì vào đây, database A6 này. Kích vào đây, xóa đi nhá. Xóa trước đi thì mới tạo được. Xóa bảng rồi nó không có bảng nữa đúng không? Bây giờ ta cho vào đây. Copy đoạn này vào này. Copy thì nó lỗi đâu thì sửa thôi. Đây nhé. Ctrl C này. Đúng không? Rồi ta cho đây. Ctrl V nhé. Và ta kích vào Go. Được chưa? Go nó có cái... đúng không? Được chưa nhỉ? Thế muốn export thì làm nào? Export thì chọn export nhá. Đây này. Nếu mà muốn dùng cái này backup thì ta chọn export. Đúng không? Và lại chọn Go thôi là nó cho bạn một cái file export, được chưa nhỉ? Đây này nhá, hiểu chưa nhỉ? Import export đấy, đấy thao tác rất là quen thuộc rồi, có database rồi đúng không? Yên tâm rồi. Thế bây giờ chúng ta có cái này rồi, các bạn nhìn lên hình ảnh này này, chúng ta đã có cái món này rồi, ta tích vào đây cái cho nó xong, xong có database đúng không? Bây giờ đến cái thằng, đây là cái thằng số 1 xong này. Bây giờ đến thằng số 2 là chúng ta phải viết cái API này nhé. Viết API thì bạn chú ý cho thầy, chú ý này, phải lưu đúng vào thư mục sau. API cần lưu vào thư mục là C, SAM và HT doc nhé. Phải lưu trong thư mục này. Tất nhiên bạn thêm một cái thư mục nữa là PRM392 tùy em nhé, để cho nó phân biệt ra nhé. Thế thì chúng ta sẽ vào đây, nhìn thấy thư mục htdoc chưa, đúng không? Chúng ta tạo thêm một cái thư mục ở đây là PRM392 chẳng hạn, ví dụ ta ghi là không đấy, PRM thôi nhé, không PRM đấy. Thì bây giờ code là phải lưu ở trong này nhé, hiểu chưa nhỉ? Thì mới chạy được. Bạn có thể lưu ở đâu được, nhưng mà bạn kiểu gì cũng phải lưu trong htdoc nhé. Rồi. Đấy chính là cái thư mục gốc của cái web server đấy nhé. Thư mục để nó chạy. Thế bây giờ ta mở Visual Code ra để viết một cái API đọc dữ liệu. File Open Folder này, tìm đúng cái thư mục đó nhé. Được, viết bằng gì cũng được. Thì ở đây thầy không demo được bằng C# vì cái máy này nó không hỗ trợ thì thôi. Còn em viết bằng cái gì cũng được nhé.
có database rồi thì viết bằng C# đọc lên được. Rồi, bây giờ em có thể tạo một cái file là api.php, đúng không? Bởi vì chúng ta cài SAM, tức là ta đang dùng, mục đích là để dùng PHP, MySQL, đúng không? Nó có bộ đi với nhau rồi, đúng không? Đây, bắt đầu một kịch bản PHP, các bạn làm như thế này, đúng không? Thứ nhất là chúng ta phải tạo một cái header, tạo header cho phép truy cập là full control nhé, full control nhá. Thế thì chúng ta sẽ header này nhá, thì các bạn sẽ ghi là set, đúng chưa nhỉ, control, được chưa nhỉ, allow nhá, là origin, được chưa nhỉ, và hai chấm các bạn thêm dấu sao này cho nó full quyền nhé. Đấy, thế là ok, chấm phẩy, tắt tiếng Việt đi cho nó full quyền nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ là khai báo thông tin của server. Ta sẽ có này, đô la, tên biến trong C# à, trong PHP dùng ký tự đô la đứng trước nhé, username, à, localhost nhé, thì bằng localhost. Đúng nhá. Đô la username thì bằng gì? Root, bắt buộc phải ghi thông tin này nhé, bởi mặc định của nó là root. Nếu bạn muốn tạo user khác thì chúng ta phải tạo sau. Đúng nhá. Tạm thời bây giờ thời gian dùng root, đúng nhá. Nó như là cái tài khoản system của bạn ở trong SQL Server đấy. Còn SQL Server nó dùng một cổng 1433 đúng không? Thế còn này dùng 3306. Password thì các bạn, password mặc định là không có password nhé, mặc định là không có password. Và DB của chúng ta là bằng A6. Các bạn DB của bạn là gì thì bạn tự tạo, đúng không nhỉ? Bây giờ ta thực hiện kết nối này, kết nối với DB nhé, thì chúng ta sẽ có này, connection bằng new của MySQLi nhé, hot, đúng không, username này, password này, đúng không, DB. Bây giờ đây là kết nối nhé. Bây giờ chúng ta khai báo lệnh, đó, khai báo lệnh. Hoặc nếu mà bạn lười, bạn chẳng muốn khai báo thì chúng ta có thể ghi trực tiếp luôn. Ta truy vấn này, DB, à, result, đúng không? Thì bằng connection chấm query, dấu chấm ở trong truy cập đến phương thức thì nó dùng cái dấu mũi tên nhé. Thầy vẫn đọc là chấm thôi nhưng chúng ta hiểu là nó là dấu mũi tên nhé. Ở đây ta có gì đây? Select sao from, tên bảng là gì? My table đúng không? My table. Ok chưa? Select sao from my table. Bây giờ ta đọc kết quả này. Đúng không? Chúng ta cho vào một cái vòng lặp để đọc kết quả, đúng không? Rồi. Ở đây chúng ta sẽ dùng một cái mảng tên là row, đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng result.fetch. Fetch assoc nhé. Giống như là trong Java nó là .readline, đúng như nhỉ? Buffer reader.readline, đúng như nhỉ? Kiểu như thế. Ok. Thì chúng ta sẽ có json này, trả về json đúng không? Sẽ nhận giá trị bằng json n gì? Encode nhá. Và chúng ta chuyển cái row vào đây. Đây là chuyển kết quả sang json. Nhá. Bây giờ ta in kết quả này. Đúng không? Ta có
Các bạn chú ý nhé, ở trên này cái bảng của chúng ta tên là bảng, nếu mà chúng ta để là My Table cũng được, mà thích đổi tên bảng cũng được, chúng ta có thể đổi tên bảng là Product chẳng hạn. Thì cái echo này thì nó giống như là system.out.print ấy nhé. Như vậy thì các bạn có thể ghi như thế này, chúng ta đổi tên bảng thành product nhé. Thì ở đây các bạn sẽ có product này, được chưa nhỉ, product. Và chúng ta sẽ nối bằng cái dấu dấu chấm này nhé, dấu chấm này. Và bây giờ chúng ta sẽ đóng cái ngoặc này lại, và chúng ta dùng dấu dấu chấm thì chính là dấu cộng ở trong Java nhé, nối chuỗi ấy, được chưa nhỉ. Và chúng ta sẽ nối cái JSON vào đây, được chưa nhỉ. Đấy, cuối cùng chúng ta đóng kết nối thì các bạn sẽ có là gì đấy, connection.close. Rồi ok, thì đây chính là cái giờ chạy thử đã nhé, chạy thử đã. Thì cách chạy như sau nhé, các bạn nhìn lên bảng này, từ từ anh viết bởi vì có thể nó sai. Cách chạy thử này, đầu tiên chúng ta sẽ có cái thư mục đầu tiên là localhost này, ok chưa, sổ chéo. Localhost thì nó tham chiếu đến cái thư mục tên là gì, tên là htdoc nhé. Bây giờ chúng ta muốn có không prm, rename này, copy không prm này, ta dán vào đây, đúng không. Và không prm thì ta đến tiếp theo là ta đến cái khác nữa là gì đấy, api.php đúng không, rename này đấy. Nếu ta viết đúng thì nó phải chạy ở đây. Đấy, thì ra này, đúng không? Đây là một cái dữ liệu bằng JSON. Muốn kiểm tra nó format đúng hay không thì nó gõ cho thầy cái JSON formatter, đúng không? Ta copy cái này, Ctrl A, Ctrl C này. Và paste vào đây. Delete, đúng không? Kích vào format utility. Như vậy chúng ta sẽ có được các dòng dữ liệu giống hệt như là trong database, đúng không? Và cái Android Auto nó sẽ thao tác với cái này nhá. Đấy, nó sẽ nhỉ, ok là chuẩn rồi đấy, đúng không. Như vậy đoạn này là cái đoạn đã đọc chuẩn, đúng không. Rồi. Bạn xem có bao nhiêu dòng, 1 dòng, 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng, 8 dòng. Một cái API chỉ có 8 dòng thôi. Có ngắn không? Ngắn hơn nhiều so với bạn dùng một cái khác. Ngắn hơn chắc chắn, đó nét Java làm sao dạy lại được cái này, về cái tốc độ về cái này không thể lại được, về viết độ ngắn mà ngắn. À, thế đấy là dùng thư viện, đây còn không có thư viện đâu cơ. Như thế là ngắn rồi, ngắn rồi đấy. Ok, như vậy là có được cái API ngon rồi, đúng không? Cố tí là chạy. Tất nhiên đây thì bỏ qua hết những cái bước lằng ngoằng, đúng không? Chứ còn nếu mà còn lằng ngoằng còn nhiều, còn dài nữa. Nhưng mà thôi, thế này đấy. Chỉ cần thế này là được rồi. Cái API này nó còn nhiều lỗ hỏng lắm, nhưng mà thôi, code để cho nó chạy đã, đúng không? Đấy, như vậy là ta đã có được cái API là chạy được ra dữ liệu, và chúng ta copy sang cái JSON formatter mà nó ra được như thế này, tức là chúng ta đã xong cái phần server rồi đấy. Và bây giờ chúng ta lại quay về code Android quen thuộc nó. Xong rồi đấy. Để thôi.
Xong chưa? Thế bây giờ bạn lấy cái kịch bản này, em có chạy cái này em vứt lên một cái hot nào ok đúng không? Em dùng mấy cái hot miễn phí của PHP. Tại sao thầy lại dạy các bạn là PHP? Bởi vì PHP nó nhiều hot miễn phí nhé. Các em có thể tìm mấy cái hot trên này này. Chẳng hạn như là hosting, hosting PHP, MySQL, free. Đấy, bạn tìm mấy cái hosting này lên nhé. Rồi chúng ta up lên cái hot, ví dụ như một số những cái hot là chúng ta up cái code đấy lên. Thế là nó, chúng ta có một cái hot ở bên trên server nhé. Thế còn bạn tìm .NET, bên Java này không có đâu. Thằng này mới có free này. Ví dụ thằng Hostinger là được, Hostinger là nó cũng hỗ trợ đấy. Em tìm đấy nhá. Nhá, thì chúng ta có thể dùng cái Hostinger này ta đăng ký free nhá. Rồi ta up cái code này lên. Up cái database lên, thế là chạy là lấy được dữ liệu nhá. Đấy. Thì bạn về bạn có thể tìm hiểu thêm cái món đấy nhé. Free thì đăng ký nó phải khéo. Thầy có thể chắc chắn các bạn là bạn đăng ký ở trường mình là không phải đăng ký được, tại vì rất nhiều sinh viên đây và cái trường nó public như này đương nhiên là không đăng ký được. Bạn về phải dùng cái IP của bạn ấy. Bởi vì sớm kiểu gì kiểu thầy vừa dạy ca trước mà thầy báo cho các bạn là đăng ký thì bạn đăng ký hết rồi, đúng không? Cho nên chỉ một hai người được thôi, người sau là không đăng ký được. Muốn đăng ký là phải về dùng 4G của mình hay là dùng cái mạng của các bạn thì mới đăng ký được nhé. Rồi, ok, như vậy chúng ta xong cái việc số 2 là cái việc này. Xong rồi đúng không? Bây giờ sang việc số 3 là ta làm cái này thôi đúng không? Thì lại quay về Android nhé. Các bạn mở Android ra, Android Studio ra. Đấy. Các bạn chú ý nha, bạn không thể có cách kết nối giữa Android sang một cái hệ thống database một cách trực tiếp nhé. Bắt buộc phải thông qua API. Bởi vì về mặt lý thuyết là Android nó là một cái hệ thống frontend đúng không? Mà frontend thì muốn kết nối với backend là phải dùng qua gì? API đúng không? Cho nên không thể kết nối trực tiếp được đâu nhé. Nó phải vẫn phải qua API. Rồi bây giờ ta sẽ tạo thêm một cái slot nữa này. Cái pack keep chúng ta ghi là slot 10. Đúng không? Trong đấy chúng ta sẽ ghi new này, một cái activity, chọn empty view activity. Các bạn ghi là slot 10 main activity 1 đi. Ok. Bây giờ nhé, để cho phép cái hệ thống của các bạn mà truy cập Internet thì bạn phải vào đây, bạn mở bật cái quyền Internet lên. Tức là chúng ta sẽ có Use Permission và gõ chữ Internet vào đây nhé. Đấy. Thì này nó mới đồng được này, đúng không? Nghĩa là phải bật cái quyền này lên nhá. Và thứ hai nữa là để cho phép đọc cái dữ liệu qua HTTP thì chúng ta phải bật cái quyền này lên nhé. Đấy, cái dòng này này là Use Clear Text Traffic, chúng ta đặt thằng true. Và cái này chúng ta phải bật lên. Cái này để cho phép sử dụng Internet, còn đây chúng ta cho phép xử lý với dữ liệu HTTP nhé.
ta học lead view rồi đúng không? Học lead view đúng không? Thì dùng lead view đọc thôi nhé. Đưa lên lead view thôi, bởi vì cái này nó là dữ liệu dạng lead mà, danh sách mà, đúng không? Cái đâu có này này. Thì cái dữ liệu của các bạn đang dạng danh sách đúng không? Thì bạn đưa lên lead view thôi nhé. Vậy muốn lead view thì sẽ có mấy cái phần này. Nhất là phải có một cái là model đúng không? Là product SL10, tức là slot 10 đúng không? Và thêm một cái adapter đúng không? Adapter cho SL10 nhá. Đấy, như vậy ta có cái phải thêm một cái product và một cái adapter nữa. Bởi vì chúng ta chỉ được lead view mà, đúng không? Nào, có một điều nữa này, thầy nhắc các bạn này. Ở đây các bạn nhìn thấy nó có ảnh đây này. Đây chính là ảnh đây này, đúng không? Như vậy muốn xử lý ảnh ấy thì các bạn phải dùng một cái thư viện ngoài. Đúng chưa? Thư viện ngoài thì có rất nhiều thư viện, ví dụ thư viện Glide hay là thư viện về Picasso. Thì thầy giới thiệu một cái thư viện dùng Picasso nhé. Ví dụ như là các bạn sẽ gõ từ khóa xong này. Picasso Latest Version chẳng hạn. Grado đi. Đấy. Có chữ Picasso Latest Version Grado. Thì nó sẽ cho bạn cái thông tin mà các bạn cần nhé. Chính là cái đường link thư viện của nó. Đây, thế thì chúng ta sẽ copy cái này bản 2.8 này. 2.8 có phải là mới đâu nhỉ? Thôi được rồi, kệ nó. Ta copy cái đoạn này nhé. Square up Picasso này, 2.8. Đây không phải là bản mới nhất. Thôi được rồi, bản 2.8 được, bản nào chả được. Thôi được, 2.8 được. Bạn copy cái bản này nhé. Copy bản này, copy cái này. Rồi chúng ta sang đây, ta vào cái chữ, cái chữ thư viện này này, cái chữ mà tên là có hai cái Gradle nhé. Các bạn mở đây là có hai cái Gradle này. Mở Gradle script có hai Gradle thì cái Gradle trên nó là mức application. Bạn chọn Gradle dưới là mức module nhé. Gradle dưới này là mức module này. Cái đây này. Chúng ta paste cái dòng này vào, paste cái dòng vừa copy vào nhé. Paste vào đây này. Nhưng mà thấy nó không đúng format đúng không? Phải sửa lại cho đúng format. Thì format của nó là format nó thế này. Và sửa cái dấu này thành cái dấu này. Đóng ngoặc lại, đó chưa nhỉ? Thế thôi. Sau đó chúng ta chọn kích vào cái button này cho thầy này là Sign Now để nó download thư viện về nhé. Kích vào Sign Now. Đấy, để nó download thư viện về. Đấy, như vậy là chúng ta phải có mạng internet đúng không? Và mạng tốt đấy, nếu không là sẽ download bị lỗi đấy. Bạn sẽ nhìn thấy cái trạng thái nó đang download đây này, thấy không? Đấy, download đấy nhé. Như vậy download xong rồi. Như vậy chúng ta có thể xử lý ảnh được rồi nhé. Rồi. Bây giờ các em sẽ quay trở về cái phần code và chúng ta sẽ định nghĩa cái model cho nó đúng không? Chắc là chúng ta còn nhớ cái vụ hiển thị dữ liệu lên list view đúng không? Đấy, thì giờ chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn sẽ mở cái adapter này ra này. Bây giờ ta định nghĩa những trường nào thì bạn phải mở cái JSON formatter ra để ta lấy các trường nhé. JSON formatter có bao nhiêu trường các bạn? Một trường này, hai trường, ba trường, bốn trường, năm trường đúng không? Và tất cả các trường đều là string nhé. Thế thì chúng ta sẽ khai báo các trường như sau. Ta sẽ khai báo là private này, string này. Trường thứ nhất là search image đúng không? Rồi, private string. Trường thứ hai, copy nhé, đừng có gõ. Rồi, private string. Trường thứ ba là brand filter facet đúng không? Trường thứ bốn là bright. Và trường thứ 5 là cái này. Đấy, như vậy chúng ta đã có 5 trường ở đây đúng không? Nhiệm vụ bây giờ chỉ kích chuột thôi, nhấn phải chuột để chúng ta generate đúng không? Generate ra cái constructor có tham số.
sao lại constructor không có tham số? Sau lại generate getter and setter nhé. Đấy. Ok, như vậy xong. Nhìn cốt dài thôi nhưng thực ra ta chỉ có 5 dòng này thôi nhé. Bây giờ ta phải thiết kế cái gì còn nhớ không? Item view đúng không? Phải thiết kế cái item view nữa. Thế thì bây giờ mà lười thì chúng ta copy thôi. Kiếm cái item view của bài cũ rồi copy vào nhé. Cái item view đấy. Nào bây giờ thầy tìm item view nhé. Tìm item view này. Đây, các bạn sẽ nhìn cái item view ở đây. Các bạn sẽ mở cái red này ra này, tìm thấy cái layout có cái chỗ nào đấy có item view này này, nhiều lắm. Slot 5, slot mấy có item view này. Slot 4 ý. Đấy. Chúng ta dùng cái item view này, thế là ok đúng không? Và chúng ta có thể sử dụng cái item view này để ta lấy cái các thông tin đúng không? Thì nó sẽ có hình ảnh, giả sử bạn chỉ cần hiển thị hai trường thôi nhé, thì các bạn copy cái này đi, có thể copy hoặc là bạn dùng trực tiếp được nhé, tôi dùng trực tiếp đi, đỡ phải copy, nghĩa là thiết kế một cái item view như thế này, em dùng lại cái item view cũ đi, đỡ phải thiết kế nhé, thì nó có tên tuổi thì lát nữa ta link hai trường thôi, không cần làm thêm đúng không? Item view này, nhớ item view này nhá, về tắt cái item những cái này đi, giữ mỗi một cái item view đấy thôi. Close hết đi. Các bạn giữ cho thầy mỗi item view này thôi để cho nó dễ nhìn. Bây giờ ta sang cái phần adapter này. Adapter này. Thiết kế xong cái thôi chết bị thầy bị nhầm nhé. Cái này là không phải adapter mà là bị nhầm rồi. Không phải adapter nhé, mà nó là trong cái bản là product cơ, chứ không phải là adapter. Cắt hết cái này đi. Rồi, Ctrl X này. Ta đưa sang cái product này. Này mới đúng này. Đấy. Ơi. Hả? Không. Em dùng cái gì cũng được mà. Em có thể dùng bằng .NET không liên quan gì cũng được. Không, em database thì nếu em dùng SQL Server cũng được. Em dùng SQL Server cũng được. Cái SAM ấy là nó dùng vào hai việc. Việc thứ nhất là để chúng ta nó hỗ trợ cái API, và việc thứ hai là hỗ trợ chúng ta lưu cơ sở dữ liệu trên đó. Hả? Ừ, thế còn nếu mà em không thích dùng, em dùng SQL Server cũng được mà. Thì em kết hợp với SQL Server với C# cũng được. Nó đi bộ với nhau rồi. Đây là ANAP, đây là Product SL10. Product SL10 nhé. Nãy thầy bị nhầm. Ok, đến đây là ok rồi. Bây giờ đến adapter thôi, đúng không? Đến adapter. Thế thì cái adapter ở đây thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ dùng base adapter, đúng không? Như vậy chúng ta quen rồi, cái này ta quen rồi, không phải nói lại nữa nhé. Ta có extend từ gì? Base adapter nhé. Rồi, adapter. Rồi. Thế thì để mà có base adapter chúng ta sẽ phải gì? Implement các cái method này nhé. Implement các method này. Và chúng ta phải có cái hàm khởi tạo. Mà muốn có hàm khởi tạo thì ta sẽ khai báo cái private này, context này. Là m context private cái list đúng không? List. Ở đây là cái product SL10 nhá. Là list. Đấy. Bây giờ chúng ta nhấn phải chuột ta tạo cái generate cái constructor với hai trường này đúng không? Thế là xong. Có context và list thì là xong nhé.
Rồi ok, tiếp tục các bạn sẽ cần phải khai báo cái hàm get count này sẽ là gì đấy, list chấm gì, chấm size đúng không? Cái đã trả về là gì, list chấm get của position, ok chưa? Rồi item id đúng không, thì ta trả về cái position nhá, position thế thôi. Còn cái get view mới là cái chúng ta phải làm. Thì cái get view chắc là các bạn còn nhớ là gì, có hai việc, việc thứ nhất là gì, tạo view, và việc thứ hai là gì, gán dữ liệu đúng không, cái gì nhỉ, tạo view và gán dữ liệu. Thế thì ở đây nó cần có một cái để nó cái view holder để nó xử lý đúng không, chắc là bạn còn nhớ cái view holder đúng không. Như vậy ở đây chúng ta phải viết một cái view holder ở đây, view holder đúng không? Nghĩa là ta dùng lớp nội. Hôm trước có bạn hỏi là tại sao lại không, đây nó là gì, nó là lớp lớp nội tĩnh đúng không, thì vẫn dùng new bình thường. Các bạn nên dùng static nhé, để tránh cái bị nó bị rò rỉ bộ nhớ, hiểu chưa nhỉ? Còn nếu không nó sẽ bị rò rỉ bộ nhớ. Tức là mỗi lần ta tạo động ấy, thì nó sẽ phải tham chiếu tìm lại cái ID, nó rất mệt, nhiều khi nó lại có thể là bị sai sai với tham chiếu đúng không? Cho nên bạn dùng một cái tĩnh là chuẩn nhất. Như vậy ta sẽ có static này, class, và chúng ta sẽ dùng cái view holder của cái SL10 nhé. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có mấy trường cần tham chiếu nhỉ? 3 trường thôi đúng không? Thực ra có 5 cái nhưng mà thôi thầy chỉ giữ hai cái này thôi nhé. Như vậy chúng ta sẽ cố gắng là liên kết hai trường thôi, đúng không? Một trường ảnh là chắc chắn rồi. Ta sẽ có trường image view đúng không? Được chưa nhỉ? Image view. Trường thứ hai là trường text view. Thì ta dùng hai trường thôi đúng không? Thì các bạn chọn hai trường đây, ví dụ như là cái trường trường nào cho đẹp nhỉ? Trường brand ID đi nhỉ? Trường style ID này. Style ID nhá. TV nhá. Và cái trường tiếp theo text view là chúng ta lấy cái nó gọi là cái edition info đây nhé. Hai trường thôi, trường nào cũng được, còn sau này cần thêm thì ta thêm dữ liệu sau nhé, chúng ta thêm các trường sau, các bạn có thể thêm vào nhé, edition info hay là thầy ghi add info đi cho nó info tv nhé. Đấy, như vậy ta có ba cái đấy để tương ứng với cái này nhé, tương ứng với cái này. Dùng lại cái view cho nên chúng ta không có nhiều lựa chọn. Còn nếu mà em thích dùng đầy đủ thì các em có thể tạo thêm nhé, tạo thêm các cái view tương tự thôi nhé. Rồi bây giờ ta sẽ thực hiện cái việc là nó tạo view nhé. Thì đây các bạn sẽ tạo view này, và việc thứ hai là gán dữ liệu này. Để tạo view thì chúng ta sẽ có view holder đúng không? Holder. Nhá, view holder. Và chúng ta kiểm tra if mà cái convert view nó bằng gì? Null thì ta tạo view mới đúng không? Cái này không cần chú thích nữa bởi vì ta học rồi, đúng không? Thì các bạn sẽ có convert view sẽ bằng gì đây? Layout inflator.from con gì? Context. Không? Chấm in gì? Inflat và r.layout. Chấm đúng nha. Cái layout của chúng ta là gì đấy? Slot 41 item view. 41 item view nhé. Rồi, parent và chuyển đây là parent và chuyển đây là for. Được chưa nhỉ? Bây giờ ta sẽ có holder bằng gì? New của cái này đúng không, và ta ánh xạ từng trường đúng không, ta có holder chấm image view đúng không, thì chúng ta bằng file convert view chấm gì đây,
file r.id chấm cái image view của chúng ta tên là gì đấy, tên là gì đấy, slot 41 item hình đúng không, là slot 41 item hình, được chưa nhỉ. Tương tự thế ta có holder chấm cái style đúng không, sẽ bằng convert view chấm file r.id chấm slot 41 cái gì item tên, tên nhé. Tiếp theo holder chấm cái edition info sẽ bằng convert view chấm file r.id chấm cái gì đấy slot 41 và tuổi nhá. Đấy, ví dụ thế. Như vậy đã tạo xong cái, và chúng ta set tag để chúng ta tạo template cho lần sau sử dụng, thì các bạn sẽ có gì đấy, convert view chấm set tag và holder vào đây. Như vậy sau khi nó tạo xong một cái thì lần sau nó đem ra sử dụng thôi, thì chúng ta sẽ có cái L ở đây. Đó, thế lần sau ta có view rồi, ta không phải tạo nữa nhé. Ta có holder. Đó, nhận giá trị F kiểu bằng gì đây? View holder SL10 nhé. Và convert view chấm gì? Get tag. Đó chưa nhỉ? Rồi, bây giờ chúng ta đến cái việc là chúng ta gán dữ liệu này. Thì các bạn sẽ có cái product SL10 đúng không? Product sẽ bằng gì đây? Bằng list.get và gì? Chuyển position vào nhé. Ok chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta mới kiểm tra này. If mà cái product này nó khác null thì chúng ta sẽ set dữ liệu đúng không? Set dữ liệu. Thứ nhất là chúng ta dùng cái Picasso. Picasso này để xử lý ảnh nhá, chấm get chấm load. Đó, load. Thì chúng ta sẽ có cái product chấm gì đây? Get gì? Get search image đúng không? Get search image. Chấm into đúng không? Into là holder. Chấm gì đây? Image view nhé. Đấy, như vậy ta đợi ảnh vào rồi. Các trường khác ta sẽ có holder chấm style id đúng không? Chấm set gì? Set text. Và ở đây sẽ có product chấm get. Get gì nhỉ? Get style ấy gì à? Product cơ mà. Get style ID đúng không? Tiếp theo holder chấm cái info gì đấy, add info chấm set text thì bằng product chấm get cái gì đấy info nhá. Đấy, thế là xử lý xong rồi. Và cuối cùng ta return gì? Convert view nhá. Cái này thì chúng ta quét code quen rồi.
không được đúng không? Bây giờ ta quay trở về cái phần main activity, chúng ta phải tạo một cái list view đúng không? Thì các bạn vào main activity và tạo list view đi. Các em có thể vào cái main activity, kích chuột đây, gõ chữ list view vào đây, list view. Các bạn sẽ ghi là slot 10 LV nhé. Thì trong này các bạn cho tất cả là match pattern đi, match pattern. Thế là hết lỗi đúng không? Rồi các em quay trở về cái main activity này, chúng ta ánh xạ, chúng ta sẽ có list, list view đúng không? List view đúng không? Tiếp theo ta có cái private, cái adapt, nó gọi là cái gì nhỉ? Adapter slot 10, adapter đúng không? Và chúng ta sẽ có cái list private này, cái list của product đúng không? List bằng new của early list. Rồi, khai báo private contest bằng zip. Đấy, thế thôi, đúng không? Bây giờ ta ánh xạ đi. Ta có cái list view thì bằng file r.id.slot 10 nhá. LV. Được chưa nhỉ? Và cái này đi nhá. Rồi, bây giờ ta mới tạo adapter này. Adapter bằng new của SL10 adapter, đúng không? Truyền vào đây là this và truyền đây là list nhé. This và list. Vậy cái list được, sau đó chúng ta có list view này. List view.set adapter là adapter. Và đến đây chúng ta sẽ thực hiện một cái lấy dữ liệu từ server này, lấy dữ liệu từ server thì ta sẽ có new của fetch product prd đi nhé, prd, và chúng ta sẽ thực hiện một cái là này nhé. Và bây giờ ta sẽ tạo cái này nhé, các bạn hãy định nghĩa một cái fetch prd sl10 đi, sl10 và chấm execute nhé, và chúng ta định nghĩa cái đó. Thế thì ở đây chúng ta có một cái hàm có thể xử lý được cái này. Đấy là chúng ta sẽ có cái private này, class này. Tên của nó là fetch prd sl10. Chúng ta sẽ extend từ asyntax nhé. Asyntax. Rồi. Thì ở đây các bạn sẽ cần truyền vào các tham số nhé. Tham số này. Tham số. Tham số đầu vào, tham số quá trình và tham số đầu ra. Đó, trường hợp này bạn không truyền tham số đầu vào, cho nên ta để là void. Tham số quá trình bạn cũng không cần xử lý, nên để là void. Tham số đầu ra là các bạn cần xử lý, tức là chúng ta cần phải lấy cái chuỗi về, đúng không? Cho nên chúng ta để là gì? String nhé. Như vậy tham số đầu vào, tham số quá trình, tham số đầu ra. Thì trường hợp này thầy đang lấy, thầy chỉ quan tâm đến cái tham số đầu ra thôi nhé. Thầy chỉ quan tâm đến tham số đầu ra. Cho nên thầy để là cái new string nhé. New string. Đầu vào, nếu mà bạn quan tâm thông số đầu vào thì đầu vào chính là một cái link nhé. một cái link để đọc, còn đầu ra thì sẽ là cái kết quả json trả về đấy, đúng không?
Nhưng mà ở đây thầy không quan tâm, tại vì lát nữa thầy sẽ cài đặt ở trong cái chương trình cho nên sẽ không cần quan tâm nhé. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có cái này là string này đúng không? Chúng ta sẽ mở này ra, enter đúng không? Lập tức nó báo lỗi và yêu cầu chúng ta phải implement cái này. Các bạn chú ý cho thầy, A syntax là một cái thư viện xử lý dữ liệu không đồng bộ, tức là đọc dữ liệu từ server nhé, đọc dữ liệu từ server, và nó sẽ có 3 tham số, có tham số đầu vào, tham số quá trình và tham số đầu ra. Bạn quan tâm, nếu bạn quan tâm tham số nào thì bạn có thể thực hiện đây. Nếu đầu vào nó là một chuỗi thì bạn điền là chuỗi, đúng chưa? Còn nếu không quan tâm thì bạn không có tham số đầu vào thì chúng ta để là gì, void nhé. Quá trình nó là một chuỗi thì chúng ta cũng để là chuỗi, còn nếu không quan tâm hay là không quan tâm quá trình bạn có thể để void đúng không? Còn đầu ra nó là một chuỗi thì chúng ta để như thế này đúng không? Thậm chí bạn nếu bạn không quan tâm đầu ra bạn có thể đổi thành một kiểu dữ liệu khác nhé. Thì đây nó là ba kiểu dữ liệu thôi. Quan trọng là bạn muốn nhận về cái gì. Thầy đang muốn nhận về một chuỗi và vì thế thầy quan tâm đến tham số đầu ra và thầy đặt là gì, string, đó chưa nhỉ? Đầu vào và quá trình thì không quan tâm bởi vì thầy không truyền cái gì cả cho nên không cần quan tâm. Vì vậy thầy đặt là void nhé. Void tức là trả về cái gì cả, các bạn rõ chưa nhỉ? Được, ok. Bây giờ ta sẽ implement cái này, method này đúng không? Đấy. Đây là một cái hàm là đọc dữ liệu từ server này. Hàm này sẽ là hàm đọc dữ liệu từ server. Còn một cái hàm trả về kết quả cho client là trả về kết quả cho client thì là gì? On post execute nhé. Đấy. Đọc dữ liệu từ server và trả về kết quả cho client thì là on post execute. Đấy nhỉ? Thôi kệ nó đã, lỗi thì cứ kệ. Bây giờ ta xử lý này, bây giờ đọc dữ liệu từ server. Thì việc đầu tiên chúng ta cần quan tâm đấy là chúng ta sẽ lấy cái server, thì bây giờ chúng ta lấy về cái IP trước này. Nhấn phải chuột đây này, chọn cho thầy cái vào cái mạng này nhá. Network reference này. Chúng ta sẽ lấy cái IP nhá. IP của thầy nó là 10.22.10.72. Các bạn phải lấy IP của các bạn nhé. Bởi vì chúng ta đang chạy trên máy local. Chúng ta sẽ đổi lại cái này cho thầy. Đổi lại cho thầy cái local hot này. Thay vì cái local hot thì thầy đổi bằng cái này nhé. Thì đây chính là cái đường dẫn của thầy. Nếu chạy được như này là ok này. Không được dùng local hot nhé. Bởi vì nó chạy trên điện thoại nó lại hiểu local hot là điện thoại. Cho nên không dùng local hot được. Bắt buộc phải dùng địa chỉ IP nhé. Rồi như vậy thầy có cái link này rồi. Lát nữa copy trước đi. Đấy nhé. Thế bây giờ thầy mới thực hiện đọc dữ liệu từ server này. Đầu tiên thầy sẽ lấy về cái ví dụ là cái string builder đúng không? Đây là cái để chứa kết quả nhé, response bằng new của string builder nhé. Đây cái này để chứa kết quả này đúng không? Bây giờ ta thực hiện try catch nhé, và chúng ta sẽ có url bằng new của url và chúng ta paste cái đường dẫn vào nhé. Đấy. Ta sẽ đọc từ đây, nhớ chưa nhỉ? Thế thì nó bắt ta phải catch vào đây thì các bạn cứ chỏ chuột đây ta catch đi. Thế là nó hết báo lỗi nhá. Rồi bây giờ ta mở kết nối này, mở kết nối. Thì chúng ta sẽ có http nhá. URL connection nhá, connection. Thì ta ép kiểu sang http url connection nhé, và url open connection nó lại bắt ta catch một lần nữa, chỏ chuột ở đây và catch, thế là để cho nó hết lỗi đúng không, mở kết nối. Rồi bây giờ chúng ta xác định phương thức cho nó, phương thức đọc này, phương thức đọc dữ liệu đúng không, thì các bạn sẽ có connection chấm set method request method nhé. Mà chúng ta dùng get, hiện nay đang dùng get. Get đây, post thì bạn phải xem ở trong
cái phần chúng ta đọc được. Ta biết code cái API nhé. Thì API thời đại đang dùng get. Rồi chúng ta sẽ dùng buffer reader để đọc này. Dùng buffer reader để đọc đúng không? Ta có buffer bộ nhớ đệm đúng không? Buffer reader đúng không? Buffer reader. Reader sẽ bằng new của buffer reader nhé. Và chúng ta sẽ có new input stream reader. Được chưa nhỉ? Và chuyển đây là connection.get là gì? Input stream nhé. Đoạn code này chắc chắn là bạn thấy quen rồi, nếu bạn học Java thì thấy code này quen đúng không? Ủa? Nhiều khi nó lại không rồi, ok này rồi. Đấy nhé. Rồi. Như vậy là cái luồng đệm đúng không? Cái này là dùng để đọc dữ liệu này, đọc dữ liệu. Luồng đệm đọc dữ liệu đấy. Đó chưa nhỉ? Bây giờ ta đọc theo dòng này. Khai báo dòng chứa dữ liệu. Ok chưa? Chúng ta sẽ có string line. Đầu tiên chúng ta để nó bằng rỗng đã đúng không? Bây giờ ta đọc cho vòng lặp này. Đọc theo dòng đúng không? Line sẽ nhận giá trị bằng gì? Reader chấm gì? Read line. Ok chưa? Nếu cái này mà khác null thì chúng ta sẽ respond là chấm append cái line vào đây. Nghĩa là ở đây chúng ta đọc theo dòng nhé. Đọc theo dòng và đưa vào kết quả đúng không? Đưa từng dòng vào kết quả. Ok chưa? Thế thôi đúng không? Thế là cuối cùng chúng ta đã có cái, và cuối cùng ta return nhá. Hết kết thúc này ta return một cái là respond chấm gì? To gì? To string nhá. Để trả về kết quả. Rồi ok. Và sau khi có kết quả rồi thì chúng ta cần phải trả nó về cho client đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ dùng một cái, chúng ta có thể dùng cái S này thành result cũng được nhé, để cho chúng ta dễ hiểu. Đây ta bỏ này đi. Ok chưa? Thế ta bỏ này đi. Bây giờ trả kết quả về cho client này. Thì chúng ta sẽ lấy về cái kiểm tra như sau. Ta kiểm tra này. If mà cái result mà khác gì? Khác null. Được chưa nhỉ? Và nó không phải là rỗng đúng không? Result chấm gì? Y gì? Empty. Thì chúng ta mới xử lý đúng không? Đấy. Tức là nó khác null và nó không phải là rỗng. Thì ta mới xử lý. Thế ta thực hiện try catch này. Bây giờ ta sẽ kiểm tra ở chỗ này. Các bạn phải nhìn vào cái hình này, chúng ta mới tưởng tượng này, hiểu này. Ở đây chúng ta nhìn đây, ta thấy gì? À, thôi chết rồi. Đây rồi, các bạn thấy gì nhỉ? Đây là gì đây? Mảng của các đối tượng, đúng không? Đây rõ ràng là mảng của các đối tượng, các bạn thấy chưa? Đây là đối tượng này. Đối tượng này. Cái dấu móc đầu tiên để thể hiện mảng của các đối tượng, đúng không nhỉ? Đây là mảng của các đối tượng. Vì vậy chúng ta sẽ phải lấy về mảng trước và lấy về đối tượng sau, đúng không? Như vậy trong trường hợp này chúng ta cần phải lấy về ở bên ngoài này, cái dấu ở bên ngoài này này, các bạn chú ý nhé. Bạn sẽ xuất phát từ cái dấu bên ngoài, cái dấu mà cái dấu này này, đây nhá, các bạn phải để ý chỗ này một tí này. Nếu mà thế này thì ta hiểu đấy là đối tượng nhá. Thế này thì ta hiểu đây là gì? Mảng đúng không? Đúng không? Đúng không? Xong thế này, thế này ta lại hiểu là gì các bạn? Đối tượng, đúng chưa? Của mình đang có cấu trúc như thế này nhá. Cấu trúc của mình như thế này. Như vậy sẽ lấy về cái gì trước các bạn? Đây là gì? Đối tượng trước. Thứ hai là gì? Thứ mảng. Thứ ba là gì? Đối tượng. Của mình đang có cấu trúc này mà nhá. Các bạn chú ý này. Đọc dữ liệu từ JSON là phải nhìn rõ cấu trúc của nó. Nếu bạn không nhìn rõ cấu trúc thì đọc sẽ bị sai. Do vậy chúng ta phải phân tích được cái cấu trúc này. Cấu trúc này là bạn nhìn thấy đây là gì?
Các bạn nhìn đây, bạn thấy này, ở đây nó rõ ràng là có cái dấu móc của bên ngoài đầu tiên, thì đây gọi là đối gì, đối tượng. Trong đối tượng lại chứa một gì, một mảng. Trong mảng lại chứa các đối tượng con, đúng không? Như vậy ta có đối tượng, mảng, đối tượng, ok chưa? Đấy, thế thì bây giờ ta phải lấy cái gì trước, lấy về đối tượng trước nhá, lấy về đối tượng trước. Các bạn chú ý nhá, cách đọc này trong tất cả các form mẫu là sẽ không giống nhau, cho nên bạn phải phân tích được, đúng như nhỉ? Thì đây thầy phân tích cho các bạn thấy đây này, đây rõ là gì, đây đối tượng này, mảng này, đối tượng này, đúng không? Như vậy ta lấy về đối tượng trước này, đi em, đối tượng trước này. À, thế thì ở đây chúng ta try catch, chúng ta sẽ lấy về đối tượng trước. Vì vậy chúng ta sẽ dùng cái JSON object, JSON object là lấy về đối tượng nhé. JSON sẽ bằng new của JSON object, mà object ở đây là gì, JSON là gì. Như vậy cái này kết quả nó sẽ trả về cái gì, trả về đối tượng product, đúng không? Trả về đối tượng product. Đây, đối tượng này này, cái đối tượng product chứ là đối tượng này nhá. Ok chưa? Đấy. Thế nó bắt ta két thì ta lại két cho nó một dòng cho nó đỡ hỏi, đúng không? Xong rồi, như vậy lấy về đối tượng rồi. Việc thứ hai là chúng ta sẽ chuyển cái đối tượng đấy sang dạng mảng, đúng không? Như vậy chúng ta phải chuyển sang mảng này. Cái đối tượng này là một mảng, cho nên ta chuyển sang mảng sau ta sẽ có JSON array. Đúng không nhỉ? JSON array này là gì đấy? PRD array, đó, product array sẽ bằng gì đây, JSON, JSON này object này, đúng không, chấm get gì, get JSON array, đúng không? Và cái đối tượng cần trả về ở đây, đây là gì các bạn, là gì, là product, product này, đúng không, tên bảng đấy mà, đúng không? Đấy, ok. Như vậy trả về đối tượng, trả về đối tượng result chứ, đó. Và đây là trả về mảng product, trả về mảng product, đúng không? Như vậy ta bóc đến mảng rồi, đây là ta bóc được đối tượng này, ta bóc đối tượng đấy rồi, ta lấy về đối tượng đấy rồi, bây giờ ta lấy về mảng rồi, và việc cuối cùng là lấy về các thành phần thôi. Vậy đây sẽ là cái gì các bạn, vòng lặp, đúng không, vòng lặp đấy. Như vậy đến bước số 3 là chúng ta sẽ có for. Đấy nhá, có đúng 3 bước không? Đấy nhá, đầu tiên lấy về đối tượng này, lấy về mảng này, rồi đấy về cái vòng lặp chứa các đối tượng con, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ có for của in y bằng 0, rồi y nhỏ hơn cái gì đây? PRD array chấm gì? Len. Đó, và y gì cộng cộng. Đó. Y cộng cộng. Rồi ta sẽ lấy về các object ở trong đó, lấy về các object ở trong này thì ta lại có gì đấy, JSON object, đúng không, JSON object, đúng không, là obj đi, đúng không, hay là p đi, p ngụ ý là prd đấy, đúng không, thì sẽ bằng gì đấy, JSON array prd array, ok chưa, chấm get JSON object thứ mấy, thứ y, đó, đây gọi là lấy về đối tượng tượng con, nó mà cụ thể là đối tượng dòng, đúng không, chính là đối tượng dòng đấy. Bạn nhìn đây bạn sẽ thấy các đối tượng dòng, đây đối tượng dòng này đấy, đây là một dòng đấy nhá, dòng đây này nhá, dòng đấy, dòng đây này nhá, dòng đấy nhá, đối tượng con là đối tượng dòng. Rồi, thế bây giờ ta bóc tách từng trường thôi nhé. Bóc tách từng trường thì ta sẽ có string của style ID, đúng không? Thì sẽ bằng gì đây? P nhé. Chấm get string của style ID. Các bạn chú ý chỗ này bạn nên copy nhé, nếu không nó sẽ bị đính sai. Style ID copy cái này này, paste vào đây. Nghĩa là ta bóc cái trường này rồi, ta lấy trường style ID, lấy dữ liệu trường style ID, đúng không? Đấy, tiếp theo ta lấy trường gì nữa nhỉ, trường là info, cái gì info đấy, đúng không, info thì bằng p chấm get string và truyền đúng tên vào đây nhá, trường info chính là cái trường product in addition info nhé,
Rồi. Và trường tiếp theo là trường ảnh, nghe chưa nhỉ? Ảnh ta sẽ có string của search image cũng copy nhé, sẽ bằng p.get string cũng search image. Ok chưa? Rồi ok, bây giờ ta tạo một cái đối tượng. Bao gồm có các trường, chúng ta sẽ có đối tượng bao gồm các trường này đúng không? Chúng ta sẽ có này. Product SL 10. Product SL 10 sẽ bằng new của mày không nhớ nhỉ. Thôi, tốt nhất là ta làm như thế này. New của product SL 10. Sau đó chúng ta sẽ có product SL 10. Product chấm cái set style ID nhá. Thì chính là gì đây? Style ID nhá. Product SL10.set cái edition info, thì ta truyền cái info vào đây. Và product SL10.set cái search image, chúng ta truyền cái search image vào đây nhá. Và cuối cùng chúng ta sẽ có list chấm gì s cái product SL10 vào nhé. Đấy. Rồi ok, như vậy là đây chúng ta đọc từng trường này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ đưa vào đối tượng. Cái này là đưa vào đối tượng này. Đưa các trường dữ liệu vào đối tượng. Và cuối cùng đưa đối tượng vào list đúng không? Đưa đối tượng vào list nhá. Đưa các trường dữ liệu và đưa đối tượng vào list. Ok chưa nhỉ? Và kết thúc cái này thì chúng ta làm mới list. Làm mới cái list đúng không? Làm mới này thì chúng ta sẽ có là adapter.notify dataset trên nhá, để làm mới. Ok chưa? Rồi, thế thôi. Đúng không? Đây là trả về kết quả rồi. Đấy, sẽ là như vậy. Rồi bây giờ các bạn có thể chạy thử này, thì các em sẽ vào đây, các bạn sẽ dùng cái add-on manifest và cho cái intent filter nó chạy bởi cái này chu. Rồi nhá, đấy. Và các bạn có thể chạy thử, có lỗi gì nhỉ? À, excuse, bây giờ ta sẽ có. Ô, sao lại báo run able nhỉ? Có gì không đúng à? Đâu cần phải run able đâu. Rồi, cái này mới đúng. Rồi các bạn chạy thử nhé. Và khi chạy thì các bạn nhớ bật cái locket lên để chúng ta còn theo dõi được.
Đấy, như vậy nó đã đọc được rồi này. Đúng chưa? Đọc rồi đấy. Chẳng qua là cái ok xong rồi đúng không? Cái này thôi. Đọc từ server rồi đấy đúng không? Chẳng qua sẽ để cái chữ nó to quá nhé. Đúng không? Còn lại muốn đẹp thì chúng ta phải chỉnh CSS đúng không? Phải viết CSS cho đẹp thôi. Còn như vậy là ta đã đọc thành công nhé. Đấy chứ nhỉ? Đấy. Bây giờ thầy có host lên cái GitHub một cái giống hệt nhá, thì các bạn nếu bạn không chạy được trên máy local các bạn, bạn có thể đọc trên cái GitHub của thầy cũng được nhé. Trên GitHub của thầy thì có một cái tên là local, à không phải, nó gọi là cái gì, shop đây này, cái này này chính là cái chính là như vậy nhá. Cái này giống hệt luôn, thầy đưa lên trên trên GitHub luôn, bạn có thể đọc từ link này cũng được. Đấy chứ nhỉ? Giống hệt thôi. Các bạn nhớ này, bây giờ bạn làm này, mai bạn chạy lại hay tí nữa tắt máy chạy lại phải thay đổi địa chỉ IP nhé. Đó chứ, bởi vì tí nữa nó sẽ nhận IP khác, bởi vì IP động mà nhé. Thì lát nữa các bạn sẽ phải thay đổi địa chỉ IP nhé. Mỗi lần chạy là phải kiểm tra lại địa chỉ IP và thay lại nhé, và phải chắc chắn là mình đang chạy cái hot đó nhé. Còn để mà chắc chắn là không phải thay lại bao giờ, biết làm nào không các bạn? Là mua một con VPS đúng không? Để thay IP vào đây, chúng ta sẽ không mất thời gian chỉnh sửa nữa nhé. Còn nếu mà vẫn không muốn làm như thế thì thôi dùng tạm cái này của thầy nhé, dùng tạm con này, nó như nhau nhé.